Xin chào mọi người. Vừa rồi có một thông tin động trời xảy ra, nhưng mình sẽ dành cho cuối cái video này. Cái đầu tiên như vậy đó, là rõ ràng hồi hôm qua thứ bảy nó có một sự bay bổng, gọi là một sự ở đâu ngàn mấy đô la, gọi là khá là nhỏ. Rõ ràng thường thường thứ bảy á, nó sẽ đóng băng, nó sẽ đóng băng, nó lên xuống gọi là rất là ít. Nhưng hồi hôm qua gọi là nó cũng lên được một ngàn mấy đô la, nhưng khá là ok. CZ là chuẩn bị trở lại nha. CZ chuẩn bị được thả ra lại, ok, gọi là nghĩa là không ở tù nữa, ok, không ở tù nữa. Kế tiếp, vừa rồi tháng 6 như vậy đó, thống kê của tháng 6 là những cái con cá heo là những cái ví mà nó có hơn 10.000 bitcoin. Như vậy thì vừa rồi là nó thu gom rất nhiều. Nó thu gom với số lượng cao nhất nha trong 6 năm vừa rồi. Rồi chỉ tháng 6 không thôi là nó thu gom lên tới 12 tỷ. Với số lượng tính ra tiền là 212.000 BTC, 12 tỷ. Rõ ràng những cái tháng tới đây á, những cái con người á mà nó sẽ giúp cho cái thị trường này bay á, nó là BlackRock, okay, Michael Saylor, okay, Donald Trump, okay, và Michael Dell, okay. Tại sao như vậy thì trong cái phát trực tuyến kế tiếp mình sẽ chia sẻ cho bạn. Nhưng cái thông tin đột phá vừa rồi, gọi là cái thông tin mà rò rỉ là vừa rồi như vậy là nước Đức nó đem đi, nó bán. Và qua bao nhiêu cái phát trực tuyến vừa rồi mình đã nói, có thể đó chỉ là một cái sự sắp xếp thôi, nghe, một sắp xếp của BlackRock, của nước Mỹ, ok, của nước Nhật, ok, đó là một sự sắp xếp thôi để hô những cái người tay giấy để người ta đem đi bán hết. Thì có thể nó là hoàn toàn chính xác. Những cái thông tin như vậy vừa rồi thì mình đã chia sẻ trên qua 1-2 cái phát trực tuyến vừa rồi. Nhưng cái thông tin rò rỉ ngay bây giờ, một thông tin động trời, là vừa rồi như vậy là nước Đức nó đem đi nó bán. Và vừa rồi là nó mua lại, và nó tranh thủ mua lại những cái gì vừa rồi nó bán. Vừa rồi như vậy là nó mua 111 triệu đô la BTC chỉ vừa rồi thôi. Rõ ràng hồi hôm kia vậy đó, mình có phát trực tuyến, mình cũng đã nói là vừa rồi như vậy là nó có người trong nhà nước Đức, chứ không phải là không, đứng lên phát biểu nói là cái vấn đề mà đem BTC đi bán để đổi tiền tệ á, cái đó là một cái thứ gọi là nó không có não bộ cho mấy. Bởi vì tiền tệ nước Đức có thể mở cái máy in lên mà in mắc mớ gì phải đem đi BTC đem đi bán. BTC là một cái, rõ ràng là một tài sản hiếm nhất trong lịch sử loài người, ok, 21 triệu đồng, 8 tỷ người mà đã mất đâu tới 3-4 triệu lúc ban đầu rồi, thì tại sao đem BTC đi bán, ok. Và vừa rồi như vậy, có lẽ là tất cả những cái gì vừa rồi là bạn đã thấy cái sự bán, đúng không, cái sự bán trùng hợp là ok, nước Đức bán, nó thổi lên, Mount Gox bán, ok, thổi lên. Nhưng riêng vừa rồi mình đã làm cho bạn video, okay, những cái video về Mount Gox là cái 141.000 BTC của nó đó, nó sẽ trả lại cho những người retail chỉ có 60.000 thôi, còn cái phần còn lại là thuộc về quỹ này quỹ nọ. Và cái quỹ này quỹ nọ như vậy đó là
xác suất là người ta sẽ mua và nắm giữ chứ người ta không có bán, bởi vì nó không còn mà để mua. Và không chỉ vậy nữa, là vừa rồi như vậy nước Mỹ đúng không, cũng dính vô cái trò chơi. Nước Mỹ, nước Đức, nước Nhật, ok, ba ba anh cu đó vừa rồi là gọi nhau sắp xếp để gọi là bán thổi những cái thông tin đó lên, ok, để cho tất cả mọi người hoảng sợ đem đi bán BTC đi, để nó thu gom và thu gom chứ không phải gì hết. Và vừa rồi như vậy bạn đã thấy nước Đức đã vừa rồi đóng một bộ phim rất hay, ok, và cái sự mà quay đầu á 360 độ như vậy, bán một ngày sau đó mua lại hết một ngày, ok, rõ ràng là nước Đức nó bán bao nhiêu ngày rồi chứ không phải là ngày 1 ngày 2, nhưng nó mới tắt thì thông tin rò rỉ được xảy ra là vừa rồi là nó mới mua lại gọi là nó cái câu chuyện mà nó gọi là lắc léo đúng không, ok, một giây thì đem đi bán, một giây thì mua lại, nó khá là nhanh, nó nhanh hơn Trung Quốc rất nhiều. Rõ ràng vừa rồi là Trung Quốc như vậy là nó cấm những cái người đào Bitcoin, những cái người gọi là không cho phép giao dịch, ok, tiền điện tử vân vân ở Trung Quốc. Và sau đó, ok, tốn một thời gian khá là dài để nó quay 360 độ. Còn riêng nước Đức thì gọi là ngày 1, ngày 2 thì nó là vậy. Thì giá Bitcoin sẽ đi đâu kế tiếp? Rõ ràng là rồi như vậy là nó chạm cái con giá, cái đáy, right? 53.800 là cái mốc giá mình cho bạn. Và cái mốc giá đó là mình cho bạn đâu khoảng cỡ mười mấy ngày trước, ok, 63.000, 62.000, 61.000, vân vân. Và tới cái con giá cuối cùng trong lưng, ok, rõ ràng nó cái đó không phải là con giá cuối cùng nha, là cái con giá là 53.800, đó là cái trống lưng mình chia sẻ cho bạn mười mấy ngày và vừa rồi nó là cắn. Về đếm sóng đi xuống như vậy á, là nó đã đủ 5 sóng từ giá 72 xuống 5 sóng. Thì ngay bây giờ là cái giai đoạn gọi là quan trọng, nếu mà nó sập xuống thêm một chút xíu nữa thôi là bạn, cái thị trường châu này á, thị trường châu này á, nó sẽ không tới liền, nó sẽ gọi là delay, nó sẽ kéo dài cái thị trường châu này rất là lâu. Rằng nếu bạn nhìn vô dưới khung ngày như vậy, bạn thấy cái sự sập như vậy, nhưng mà nếu bạn nhìn cái vô khung giờ, khung phút đúng không, thì bạn thấy cái sự sập như vậy, nhưng mà nếu bạn zoom ra bạn nhìn vô cái khung ngày á, thì cái trend nó vẫn là lên. Thì ngay bây giờ là một cái giai đoạn quan trọng. Tín hiệu hồi hôm qua đã gửi thẳng vào trong hộp thư của bạn. Hồi tối thì gọi là cái tuần vừa rồi thì mình thức đêm rất nhiều. Và hồi tối hôm qua thì gọi là nó cũng không có, gọi là mình nó quen luôn rồi, nó không ngủ được. Thì mình để tranh thủ. Mình chuẩn bị ngủ. Và sau đó là mình sẽ đẩy những cái tín hiệu mới nhất của tiền điện tử ra để cho anh em có thể áp dụng để chốt đơn. Vậy thôi. Vừa rồi như vậy là hồi hôm qua mình có gửi cho bạn cái video tín hiệu của BTC. Thì ngay bây giờ nó vẫn còn hiệu lực, áp dụng nó. Mình đang tới cái sóng số mấy rồi. Ok, áp dụng nó. Và nếu mà nó tiếp tục đi lên thì chuyện gì phải xảy ra. Ok. Cân nhắc. Ok, coi cái video đó để trong những cái giờ tới đây lúc mình đi ngủ á, ok, thì bạn có thể chốt đơn. Vậy thôi. Xin chào mọi người. Bye bye.